Đây là cái phần cá lóc của các bạn, ta đã xào lên, nhìn rất là ngon ha, rất là hấp dẫn. Rồi đây là rau nè, rau đắng nè, rau bún và trứng nữa, các bạn nào thích ăn trứng thì có trứng vào nữa. Đây là nước me nè. Đây là một phần có trứng lộn nè các bạn. Đây là cái phần bún cá của mình các bạn, bún cá Châu Đốc. Đây là một tô bún cá không nè, bún cá đầu nè, đây là đầu cá, nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây là đầu cá nhỏ nha, các bạn muốn thích ăn đầu cá to thì lấy đầu cá to. Chúng ta sẽ ăn kèm với là rau nè, rau bông điên điển nè, rau đắng nè, nước me nè, súng nè, súng đạn nữa. Giá đây me nè các bạn đó, ra có chanh nè, ớt, các bạn nào thích ăn bỏ thêm vô nha. Hai các bạn mình đang có mặt tại số 245 ô cơm quận 11, ở đây có bán bún cá Châu Đốc. Bây giờ mình thưởng thức bún cá nha. Đầu tiên là mình xem cái nước. Nem rất là đậm đà. Đây là cái mặt cá này. Cho nước me vào trong cái đầu cá luôn. Dạ ăn thử để cảm nhận con thử cá như thế này. Thịt cá rất là chắc béo. Tiếp tục
cái nước mắm me chua chua ngọt ngọt, chấm ăn rất là hợp. Tiếp tục ăn nha các bạn, thường tới đây 247 Âu Cơ, cái góc mà vừa đi đường Âu Cơ từ quận 12 qua quận 10 ha, cái hướng đó thì vừa qua cái góc ngã tư Âu Cơ với là Hồng Quân qua chút mình, nó làm mình tới phải quán bún cá châu đốc Hương Quê thì nhánh 2 tới đây ăn thử nha. Cá nhân mình thấy là mình ăn bún cá với miền Tây và ăn bún cá đây thì thấy nó cũng xem nhau về cái hương vị đó, thử qua ăn đây xem như thế nào và cho mình cảm nhận dưới video nha. Đừng quên đăng ký kênh của mình, nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ gần cái nút đăng ký để mà đừng bỏ lỡ những video của mình nha. Hẹn gặp lại các video tiếp theo, bye bye.